Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chơi Hay và mình là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay các bạn có thể thấy trên bàn làm việc của mình đang là ba cái mẫu tai nghe mà sức hút, sức nắng của nó chưa bao giờ là gọi là bị giảm tải cả. Đầu tiên là cái chiếc i27 này, là cái sản phẩm đầu tiên, xong sau đó thì nâng cấp lên có i27 Pro Max. Và trong năm nay thì chúng ta có một cái mẫu tai nghe mới, đó chính là i27 Pro Max 2020. Và ngày hôm nay thì ba cái chiếc tai nghe này không phải là chủ đề chính của chúng ta. Mình sẽ có một cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Và cái nhân vật chính của nó thì nó sẽ mang trong mình cái chất âm của i27. Nó sẽ mang một cái vẻ thiết kế khá là giống với cả i27 Pro Max, nhưng mà một nửa của nó thì lại giống với chiếc i27 Pro Max 2020. Và cụ thể nó là cái chiếc tai nghe nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn quan tâm đến ba cái mẫu tai nghe ở đây thì hãy truy cập vào đường link mà mình sẽ để ở phần mô tả của video, dẫn thẳng các bạn đến hệ thống của chơi2.vn. Và bây giờ nhá, mình sẽ trộn hết tất cả cái đống này lại với nhau. Trộn hết vào đây. Và cuối cùng nó ra một cái tai nghe như này. Đấy, anh em nhìn thấy có lạ không? Lần đầu tiên trên tay mình có một cái AirPod mà nó có một cái hình thù nhỏ, đơn giản, nhẹ nhàng. Đấy, cầm trên tay như không cầm. Và đúng không? Các bạn có thể thấy là đây, cái chiều cao của nó thì đúng bằng cái AirPod Pro, tức là cái i27 2020. Còn nó vẫn có một chút giống cái này. Và giống như nào thì bây giờ mình sẽ làm rõ luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái phần thiết kế nhá. Cái thiết kế của cái dock ấy thì các bạn có thể thấy rồi, nó cũng rất là giống với i27 Pro Max 2020 và i27 Pro Max. Đây, bây giờ mình sẽ so sánh về cái tai nghe trước nhá. Về cái phần tiếp xúc, gọi là cái tip đi, thì ở đây anh em có thể thấy phần trên này y hệt cái con i27 Pro Max luôn, không khác gì nhá. Đấy, nhưng mà chuyển sang cái phần ở bên dưới thì anh em có thể thấy, các bạn thấy không, cái phần chuôi này, cái phần tiếp xúc này, cái phần để anh em cảm ứng này, nó y hệt nhau, nó đều có một cái dải như vậy. Đấy, đấy là cái sự giống nhau giữa cái tai nghe i27 Pro Max 2020, i27 Pro Max bình thường và cái chiếc gọi là AirPod Mini. Đấy, mình tạm gọi nó là cái AirPod Mini. Và đây, cắm vào thì nó cũng cắm theo cái kiểu là như i27 Pro Max thôi. Và đấy, anh em cũng có thể nhìn thấy nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc AirPod Mini, hiện tại chưa được bán ở đâu hết và chỉ có Chơi Hay mới có thôi. Và cái này thì hiện tại là vẫn chưa có sẵn hàng, bởi vì là một cái lý do nào đấy, nó vẫn có cái nút ở phía sau để giúp cho anh em có thể kết nối với những cái sản phẩm của iOS. Và đó, chất âm của cái chiếc tai nghe này thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó chính là cái chất âm của ngang bằng, y hệt với cả cái chiếc i27 hiện tại mà các bạn đang mua với mức giá là 400.000. Đấy, còn đâu bây giờ mình sẽ đánh giá tiếp nhá. Hiện tại thì nó có thể kết nối được với cả iOS và với cả Android, y hệt như là những cái chiếc tai nghe mà các bạn đã mua trước đây. Đấy, mở nắp ra là có pop up kết nối bằng cách là giữ nút đằng sau. Và cái con AirPod Mini này khi mà các bạn cầm nhá, như này, cái nắp của nó không bị cụp xuống như là i27. Nó rất giống với cả i27 Pro Max, các bạn thấy không? Nhưng cái i27 thì khi mà như này làm nắp nó sẽ cụp xuống ngay. Còn nếu như mà i27 Pro hay là i27 Pro Max thì nó sẽ không bị cụp. Rồi, và chúng ta kết nối xong và ở đây có đặt tên luôn là AirPod Mini rồi. Và bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để cho anh em xem nhá, nó có thể tùy chỉnh. Wow. Đấy, cái phần cài đặt này nó y hệt cái phần cài đặt tai nghe trong cái i27 Pro Max 2020. Nếu như mà các anh em đã xem video về cái i27 Pro Max 2020 rồi. Đấy, hiện tại thì nó sẽ chỉ cho phép anh em có thể đổi tên. Có đổi tên luôn. Nó sẽ cho phép anh em có thể tùy chỉnh một số những cái chức năng ở đây, nhưng mà những cái chức năng này gọi là cho có thôi, gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Còn đâu, mình đã khám phá cái AirPod Mini này rồi, và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em những cái tính năng cảm ứng của nó trên tai thì nó như nào. Và ở đây thì chúng ta cũng có cái tắt cái tính năng gọi là phát hiện tai nghe đi, thì khi mà anh em tắt cái tính năng này, anh em sẽ không thể có cái chức năng là anh em đang đeo trên tai, đúng không, mà anh em muốn tháo ra thì nó sẽ không dừng nhạc nữa. Đấy, anh em mà tắt cái này đi nhé, là nó sẽ không dừng nhạc nữa. Mà nếu như mà anh em bật lên thì nó vẫn sẽ tháo tai ra, nó vẫn dừng nhạc như bình thường. Bây giờ như này nhá, tôi sẽ vào cái SoundCloud để cho anh em có thể, đây bây giờ mở ra này. Đấy, mở ra là nó cũng sẽ hiện pop up luôn. Cái nhân nó có sách máy có chính, anh em nhìn tôi đang đeo nhá, anh em đang tôi đang đeo nhá, không anh em lại bảo là bịp. Đây, ông quay camera mà ông nhìn thấy cả tôi đang đeo nhá. Bây giờ play à.
đặc biệt những cái con AirPods là đặc biệt những cái con i27 hay bất kỳ một cái sản phẩm AirPods nào thì anh em lưu ý giúp tôi là không thể nào mà tăng giảm âm lượng được. Cho nên là anh em bắt buộc phải tăng giảm âm lượng ở trên cái điện thoại của mình nhá. Bây giờ tháo tai này. Dừng luôn. Đấy, cực kỳ nhạy. Đeo vào này. Tiếp luôn. Đấy, còn đâu bây giờ tôi sẽ tap hai cái vào đây nhá để xem là nó là như nào nhá. Không, tap một cái đi. Tap một cái. Không có hiện tượng gì xảy ra. Giữ một lúc xem nào. Giữ một lúc cũng không ra gì. Trước giữ thì có trường hợp là nó còn ngắt kết nối, nhưng mà giữ bây giờ chả ra gì. Bây giờ sẽ là tap hai cái nhá. 1, 2. À, 1, 2 là next. 2 cái là next nha anh em. Bây giờ là 3 cái nhá, xem là 3 cái như nào nhá. 1, 2, 3. À, nó lại quay lên về phía đầu. Có nghĩa là cái này là lùi bài anh em ạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy, lùi về cái nhà bao việc anh em thấy không. À, bây giờ tai bên trái đây. Như này anh em nhìn rõ chưa? Cái quay này nó rất là thực tế. 1, 2. Next. Đấy, 1, 2 là next nha. 1, 2, 3. Đấy, nó lại về đầu à. 1, 2, 3. Nó lại về bài đầu. 1, 2, 3. Đấy, nó lại lùi về cái nhà bao việc. Có nghĩa là hai cái, tap hai cái vào cái phần này thì là next. Còn nếu như mà anh em muốn quay lại bài cũ thì nó sẽ là tap 3 cái vào mỗi hai bên tai, bên nào cũng được. Đấy, có nghĩa là cái tai nghe này thì nó sẽ không giống như là những cái tai nghe khác. Đấy, nó sẽ chỉ cho anh em nấc bài, lùi bài thôi. Còn dừng nhạc không được này, và Siri cũng không được này. Đấy, ngoài ra là cái tính năng nữa là cái tính năng mà tháo tai thì nó sẽ dừng nhạc, và đeo vào thì nó sẽ phát nhạc, thế thôi. Đấy, còn lại cái chất âm của nó thì y hệt như là con i27. Đấy, tóm lại là về cái tai nghe này thì hiện tại là tôi cũng muốn đánh giá một chút cho anh em. Cái tai nghe này thì thứ nhất, cái thiết kế của nó thì rất là giống, cái chất liệu của nó thì vẫn là nhựa bóng thôi. Đấy, đeo trên tai thì cảm giác vẫn rất là thoải mái, y hệt như là những cái con i27. Và nó sẽ không có cái tip cao su như là chiếc i27 Pro Max. Đấy, ngoại hình xinh xắn nhỏ nhắn. Và anh em lưu ý là anh em mà sử dụng con này thì anh em sẽ không có phụ kiện đi kèm, tức là không có ốp lưng, không có ốp silicone, đúng không? Bởi vì bé này thì lấy đâu ra ốp lưng silicone anh em, cho nên là anh em sẽ phải dùng trần, mà dùng trần thì xấu, cho nên là về cái khoản mà bán con này có khi là tôi phải cân nhắc, chưa chắc là đã bán đâu. Rồi, tiếp theo là về chất âm thì nghe nói chung là về cái âm bass của nó thì hơi đục một chút, âm treble hay là mid thì nghe nói chung là nó ổn, nó nghe rõ vocal, nó nghe rõ lời bài hát. Nếu như mà anh em nào mà thích sử dụng cái kiểu gọi là chay ấy, kiểu trầy cối ấy, thì rất là hợp với cả con này. Nhưng mà con này hiện tại là vẫn chưa bán, cho nên là sự lựa chọn duy nhất của anh em ngon bổ rẻ nghe trầy cối thì vẫn là i27 giá 400 nha anh em. Rồi, và tiếp theo là về cái kết nối thì cái kết nối tôi đã sử dụng con này một tuần rồi. Kết nối với iOS, kết nối với Android, kể cả Android thì cũng cảm ứng như vậy nha các bạn, và nó cũng có tháo tai dừng nhạc luôn. Đấy, pin của con này thì rơi vào độ khoảng tầm 4 ngày nghe mới hết, nói chung là bị nhỏ hơn nhưng mà pin của nó thì vẫn thấy chả có gì thay đổi cả. Và đấy, sơ sơ là nó chỉ có thế thôi. Nếu như mà tôi bán con này thì tôi sẽ bán với giá là 400 cho đến 500 nghìn đồng, thì coi như là ở giữa đi, 450. Còn bây giờ thì vẫn chưa có hàng anh em ạ. Tôi làm cái video này thì sẽ chỉ để review, đánh giá và mang đến cho anh em những cái trải nghiệm mới về những cái dòng tai nghe ở trên thị trường hiện tại. Còn nếu như mà để sử dụng mà cho nó ổn áp, bình thường thì anh em sự lựa chọn đầu tiên, ngon bổ rẻ nhất vẫn là i27 giá 400, i27 Pro Max giá 650.000 đồng và i27 Pro Max 2020 giá là 750.000 đồng. Và tất cả 3 sản phẩm này đều được miễn phí ship tặng kèm ốp lưng cho anh em. Tóm lại, trong video này thì mình muốn quảng cáo cái này một tí, nhưng mà vẫn chưa có hàng để bán đâu. Cho nên là anh em nào mà muốn nghe nhạc ổn áp, ổn định này, giá ngon bổ rẻ thì cứ 3 con này mà ốp nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Hy vọng anh em sẽ thích cái video này và thả một like, share cũng như subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Chơi Hay. Biết đâu video này được 10.000 view, mình sẽ giveaway con này trong video sắp tới. Hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye!